chào bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu về cách làm một cái ly bằng cái lon bia các bạn nhé. Thank you.
ơi. Ờ, đây này. Là lấy iPhone dây nghe. Dây không? Năm này, Năm, đưa cho bố cái cục của cái đầu của nó ra. Bố cắm đó, đầu cắm của điện thoại á. Ok, đã hết rồi, xin chào các bạn.